Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, ngày 3 tháng 12 vừa qua, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã thừa nhận gây ra vụ đánh bom đẫm máu nhằm vào một đám đông người công giáo ở miền nam Philippines, khiến cho ít nhất 4 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương. Vụ tấn công xảy ra tại phòng tập thể dục của trường đại học ở Marawi, thành phố ở phía nam, từng bị IS bao vây trong 5 tháng vào năm 2017. IS thông báo trên các kênh Telegram rằng các thành viên của nhóm này đã cho nổ quả bom. Trước khi IS nhận trách nhiệm, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã lên án những hành động vô nghĩa và tàn ác nhất do những kẻ khủng bố nước ngoài gây ra. Ông Marcos cũng đã chấn an người dân, đồng thời chỉ thị cho quân đội Philippines đề cao cảnh giác ở miền Nam và thủ đô Manila. Bộ trưởng Quốc phòng Gilberto Teodoro cho hay, các hoạt động thực thi pháp luật nhằm đưa thủ phạm ra trước công lý sẽ tiếp tục mà không suy giảm. Ông Teodoro cho biết, những dấu hiệu rõ ràng về yếu tố nước ngoài trong vụ đánh bom nhưng từ chối cung cấp thông tin chi tiết để không ảnh hưởng đến cuộc điều tra đang diễn ra. Phát biểu với các phóng viên khi các chuyên gia xử lý chất nổ được triển khai đến hiện trường vụ việc, Thiếu tướng lục quân Gabriel Viray Đệ Tam gọi vụ tấn công tại Đại học bang Mindanao là hành động khủng bố. Tướng Viray nói, hiện tại chúng tôi đang trong tình trạng cảnh giác cao độ và quân đội của chúng tôi đang xác định động cơ và xác định thủ phạm để thực sự xác định được ai đứng đằng sau vụ việc. Các quan chức quân sự đã kiểm tra và khảo sát quanh phòng tập thể dục có vẻ còn nguyên vẹn, ngoại trừ vết cháy ở trung tâm, nơi vụ nổ xảy ra. Theo những hình ảnh được chính quyền Lanao de Sur chia sẻ trên tài khoản Facebook, những chiếc ghế nhựa màu trắng nằm ngổn ngang ở hiện trường, video do đài DZBB đăng tải trên mạng xã hội X cho thấy lực lượng cứu hộ nỗ lực đưa những người bị thương ra khỏi phòng tập trên ghế nhựa. Thống đốc tỉnh Lanao de Sur, Maminto Adion Jr. đã lên án cái mà ông gọi là vụ đánh bom bạo lực này và tuyên bố các cuộc tấn công khủng bố vào cơ sở giáo dục phải bị lên án kịch liệt vì đây là những nơi thúc đẩy văn hóa hòa bình. Cảnh sát cấp cao Emmanuel Peranta cho biết các mảnh vỡ của súng cối 16mm đã được thu hồi tại hiện trường. Vụ nổ ở Marawi, thủ phủ của tỉnh Lanao de Sur, xảy ra sau một loạt hoạt động quân sự chống lại các nhóm ủng hộ IS ở miền nam Philippines. Chiến dịch ở Lanao de Chua hôm 3 tháng 12 đã dẫn đến vụ sát hại một thủ lĩnh của nhóm Daula Islamaya Mate, tư lệnh lực lượng vũ trang Romeo Browner, nhận định những gì xảy ra có thể là cuộc tấn công trả đũa. Ông Peranta cho biết các văn phòng cảnh sát ở Mindanao và khu vực thủ đô đã được đặt trong tình trạng báo động cao, đồng thời các trạm kiểm soát của cảnh sát được thắt chặt để ngăn chặn những sự cố tiếp theo. Trường Đại học bang Mindanao cho biết, Nhà trường vô cùng đau buồn, nhà trường vô cùng đau buồn và kinh hoàng trước hành động bạo lực xảy ra trong một nghi lễ tôn giáo. Chúng tôi lên án quyết liệt bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất đối với hành động vô nghĩa và khủng khiếp này. Nhà trường cho biết đang tạm dừng các lớp học cho đến khi có thông báo mới. Tổ chức nhà nước Hồi giáo IS là một trong những nhóm thánh chiến nguy hiểm nhất thế giới. Sau khi kiểm soát các khu vực rộng lớn ở Syria và Iraq, IS được xem là một mối đe dọa an ninh mới tại khu vực Trung Đông dưới tên cũ là Nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Cận Đông, ISIS. Nó được thành lập vào tháng 4 năm 2013, bắt nguồn từ nhóm Al-Qaeda tại Iraq, AQI. IS đã bị Al-Qaeda chối bỏ, nhưng trở thành một trong những nhóm thánh chiến chủ chốt, chiến đấu chống lại các lực lượng chính phủ tại Syria và Iraq. Hiện chưa rõ quy mô chính xác của IS, nhưng tổ chức này được tin là bao gồm hàng nghìn tay súng, trong đó có nhiều kẻ thánh chiến nước ngoài. IS do một kẻ có tên là Abu Bakr Al Baghdadi đứng đầu. Có rất ít thông tin về cái này, nhưng ông ta được tin là sinh ra tại Samarra, phía bắc của Baghdad, vào năm 1971 và tham gia lực lượng nổi dậy vốn bùng phát tại Iraq không lâu sau khi Mỹ bắt đầu cuộc chiến tại Iraq năm 2003. Vào năm 2010, Baghdadi trở thành lãnh đạo của Al Qaeda tại Iraq, một trong những nhóm sau đó tham gia IS. Baghdadi được xem là một nhà chiến thuật và chỉ huy chiến trường. Điều khiến cho các nhà phân tích nói rằng giúp nhóm của Y trở nên hấp dẫn hơn đối với các phần tử thánh chiến trẻ tuổi hơn al qaeda hiện do Al-Zawahiri, một nhà thần học Hồi giáo đứng đầu. Giáo sư Peter Newman, trường King's College London của Anh, ước tính khoảng 80% các tay súng phương Tây tại Syria đã tham gia IS. IS khẳng định có các tay súng từ Anh, Pháp, Đức và các quốc gia châu Âu khác, cũng như Mỹ, thế giới Ả Rập và khu vực Caucasus. Không giống các nhóm khủng bố khác tại Syria, IS đang hành động để tiến tới việc thành lập một vương quốc Hồi giáo, vốn bao gồm các khu vực tại Syria và Iraq. IS đã đạt được những thành công đáng kể. Vào tháng 3 năm 2013, IS đã giành quyền kiểm soát thành phố Raq, thủ phủ tỉnh đầu tiên nằm dưới sự kiểm soát của phe nổi dậy. Vào tháng 1 năm 2014, IS đã lợi dụng căng thẳng đang gia tăng giữa phe thiểu số dòng Sunni tại Iraq và chính phủ do phe Shiite đứng đầu để giành quyền kiểm soát thành phố Phaluza của người Sunni tại tỉnh Anba, phía tây của Iraq. Kể từ đó, IS đã chiếm các khu vực rộng lớn ở miền Bắc Iraq, chiếm thành phố Mosul hồi tháng 6. IS khét tiếng về sự cai trị tàn bạo tại những khu vực mà nhóm này kiểm soát. Tuy nhiên, việc IS giành quyền kiểm soát thành phố Mosul ở miền Bắc của Iraq đã gây sốc trên toàn thế giới. Giao tranh đã khiến cho ít nhất 1,2 triệu người Iraq phải rời bỏ nhà cửa. Theo đuổi một dạng cực đoan của Hồi giáo dòng Sunni, IS đã ngược đãi những người không phải đạo hồi như người Yazidi, người cơ đốc giáo, người Hồi giáo dòng CT. Chỉ trong tháng 7, IS đã mở rộng đáng kể khi tuyển khoảng 6.300 tay súng mới, chủ yếu tại tỉnh Raqqa, miền bắc của Iraq. Nhóm cũng chiếm các khu vực rộng lớn tại tỉnh Ramazi, thủ phủ của tỉnh Anba của Iraq và có sự hiện diện tại một loạt các thị trấn gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Mỹ cho hay, việc thành phố thứ hai của Iraq rơi vào tay IS đã gây ra một mối đe dọa đối với toàn khu vực nó cũng có thể khiến cho IS trở thành nhóm phiến quân nhiều tiền nhất thế giới. Ban đầu, IS phụ thuộc vào các nguồn tài trợ từ các cá nhân giàu có tại các quốc gia Ả Rập và vùng vịnh, đặc biệt là Kuwait và Ả Rập Xê Út, vốn ủng hộ cuộc chiến chống lại Tổng thống Bashar al-Assad. Al Giờ đây, IS được cho là đã kiếm được những khoản tiền lớn từ các mỏ dầu mà nhóm kiểm soát ở phía đông Syria, được cho là đang bán lại dầu cho chính phủ Syria. IS cũng được tin là đã bán nhiều cổ vật ăn cắp được từ các địa điểm lịch sử. Giáo sư Neumann tin rằng, trước khi giành quyền kiểm soát thành phố Mosul hồi tháng 6 năm 2014, IS có trong tay khoản tiền mặt và tài sản trị giá khoảng 900 triệu đô la Mỹ. Trong đó, số tiền này đã tăng lên khoảng 2 tỷ đô la Mỹ. IS được cho là đã thu hàng trăm triệu đô la Mỹ từ một chi nhánh của Ngân hàng Trung ương Iraq tại thành phố Mosul. Nguồn tài chính của IS dự kiến sẽ còn tăng lên nếu nhóm tiếp tục duy trì việc kiểm soát các mỏ dầu ở miền Bắc Iraq. IS hoạt động độc lập với các nhóm thanh chiến khác tại Syria như mặt trận Al-Nusra, nhánh al qaeda chính thức tại Iraq và có mối quan hệ căng thẳng với các nhóm phiên quân khác. Thủ lĩnh của IS, Baghdadi, đã tìm cách hợp nhất với Al-Nusra nhưng nhóm này từ chối liên minh và hai bên đã hoạt động độc lập từ đó. Ayman al-Zawahiri, thủ lĩnh của al qaeda đã hối thúc IS tập trung vào Iraq và để Syria cho al-Nusra, nhưng Baghdadi và các tay súng của Y đã công khai chống lại yêu cầu đó. Thái độ thù địch với IS ngày càng gia tăng tại Syria khi IS thường xuyên tấn công các phiến quân khác và lạm dụng các dân thường ủng hộ phe đối lập Syria. Vào tháng 1 năm 2014, các phiến quân từ cả nhóm Hồi giáo và được phương Tây ủng hộ đã phát động một chiến dịch chống lại IS để tìm cách đuổi các tay súng phần lớn là người nước ngoài ra khỏi Syria. Hàng nghìn người được cho là đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh giữa các nhóm phiến quân. Kể từ khi mất thành trì cuối cùng tại miền đông Syria hồi tháng 3 năm 2019, tàn quân IS đã rút vào ẩn náu trong sa mạc, thỉnh thoảng tiến hành tập kích nhằm vào các lực lượng người quốc và chính quyền Syria. Hầu hết các cuộc tấn công có quy mô nhỏ lẻ nhằm vào các mục tiêu quân sự và cơ sở dầu khí ở những vùng hẻo lánh. Tuy nhiên, nhiều người vẫn lo ngại nguy cơ IS hồi sinh. Báo cáo của Liên Hợp Quốc hồi tháng 2 năm nay cho thấy, IS ước tính có khoảng 5.000-7.000 thành viên và người ủng hộ ở Syria và Iraq. Thưa quý vị, ý thức hệ tư tưởng cực đoan của IS vẫn đang được truyền bá và gây ảnh hưởng rộng rãi trong nhiều nhóm khủng bố. Nhờ công nghệ truyền thông đang nở rộ, sự phát triển của mạng xã hội, các nhóm khủng bố có thể dễ dàng truyền cảm hứng cho các phần tử Hồi giáo cực đoan trên toàn thế giới để thực hiện các vụ tấn công. Chính vì vậy mà nhiệm vụ bức thiết và cần kíp hiện nay đối với các quốc gia, chủ yếu là các cường quốc, cần phải bắt tay tiễu trừ các phần tử IS, chặt đứt vòi bạch tuộc và tay chân của chúng đến đây thời lượng của chương trình đã hết xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo